Vâng, lại lên máy rồi bắt đầu quý vị ơi. Tối buổi
tối hôm nay là chúng tôi thấy có cơm gà Hilton, rồi có cao khai thuế, rồi có HG Spa, và có địa ốc Gia Tuấn, và những anh chị vừa rồi đã nâng cái giá từ 5.000 lên tới 20.000. Là không biết là chúng ta cao khai thuế, có anh cao khai thuế không. Và cái thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ 20.000 một đồng lần thứ hai. Xin quý vị mời dành một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta bước vào chương trình đại nhạc hội của